học một cái gọi là cái gì nhỉ, một cái gọi giống như một dạng thư ấy, của David Lê. Thì ở đây mình cũng chưa có, mình không phê bình David Lê qua cái thư này, mình chỉ nói quan điểm của mình về một số nội dung ở trong cái thư này của ông này. Thứ nhất á, là David Lê xin thua bò đỏ. Mình có thể hiểu đây là một cái lá thư gọi là xin thua, nhưng mà ông ta xin thua bò đỏ thì có một cái điều hơi khó hiểu ở chỗ là ông ta thường miệt thị những người gọi là cờ vàng cờ đỏ, ông ta miệt thị những người đứng dưới lá cờ tổ quốc để mà đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, ông ta gọi đó là những bò đỏ, nghĩa là bên phía bên kia người ta gọi là cờ vàng bò, gọi là cờ vàng, cho nên là bên đây mới nhận là cờ đỏ để là đối lập với cờ vàng. Như vậy thì nếu vậy thì ông ta cho rằng những người đi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng này là những con bò đỏ, vậy thì ông ta khẳng định rằng những người đứng dưới cái cờ vàng của ông ta thì đó gọi là bò vàng. Có nhiều người bảo là do nó giống cái màu của cái loại gì đó cho nên còn gọi là cái cờ loại đó nữa đó, mà tôi không tiện nói những cái điều bất lịch sự đó cho nên là thôi cũng thông cảm. Tuy nhiên thì điều rất hay là tất cả những người mà ông ta gọi là bò đỏ đã thể hiện một cách và khẳng định một cách rất là khẳng định một cái cách rất là khẳng khái mạnh mẽ, đó là đánh cho cái tập đoàn phản động của các nhóm cờ vàng banh chành. Mọi hoạt động lợi dụng từ tín ngưỡng tôn giáo cho đến các hoạt động lợi dụng những thành phần bất mãn bị Đảng Cộng sản Việt Nam đá đít ra khỏi tổ chức, gọi là khai trừ Đảng ấy. Rồi nào là sa cơ thất thế cùng thời lỡ giận những cái kẻ đó đem chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tất cả các những người gọi là cờ đỏ đó đánh cho banh chành và gần như là thất bại mọi âm mưu chống phá lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là David Lê chả là cái gì để mà xin thua ở đây cả, bởi vì thua ngay từ đầu, ngay từ đầu đã thua, và nhất là tới giờ phút này anh ta lộ diện. Mà khi đã lộ diện rồi, lúc đầu anh ta đóng vai là một nhà từ thiện, đi từ thiện chỗ này chỗ kia thế này thế khác để xâm nhập vào các nhóm và làm tha hóa một số thành viên trong các nhóm, gọi là dùng tiền để mà tha hóa, nhưng anh ta đã lộ diện và thất bại trong cái việc là lạm dụng cái tiền bạc để mà tấn công anh em mà tham gia các hoạt động phản bác các luận điệu xuyên tạc đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng. Anh ta đã lộ diện là anh ta thua chắc rồi, thua ngay lúc đó, không cần anh ta phải công khai thua đâu, mà là anh ta đã đánh anh ta tan nát rồi. Cái thứ hai nữa là bây giờ so về bò, thì nếu anh ta nói anh ta gọi những người này là bò theo cách miệt thị gọi là bò đỏ, anh ta mà thua cả bò đỏ thì anh ta đâu còn xứng đáng với cái đuôi con bò. Vậy các bạn biết đấy, đuôi con bò thì chỉ có thể hưởng phân bò thôi, anh ta không xứng đáng. Cho nên là có nhận thua hay không nhận thua gì cũng không quan trọng, đó là điều bình thường. Cái điều nữa đó là trong anh khi anh ta làm các clip để mà nêu tên người này nêu tên người kia để mà gọi giống như là truy nã anh em, nã những cái người mà đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng này để mà chống luận điệu xuyên tạc, mà họ là những người đang sống ở trong cái lãnh thổ Việt Nam này, mà cái thực tế mà nói á, là những cái kẻ nào mang cờ vàng ba sọc đỏ mới chính là những kẻ trốn chui trốn nhủi. Những người là những người này, những người đứng dưới lá cờ này chiến đấu bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước, ủng hộ nhà nước và bảo vệ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì chúng tôi ủng hộ cái quan điểm đó, do quan điểm đó nó làm cho xã hội này tốt đẹp. Và chúng tôi ủng hộ bởi vì chúng tôi thấy được cái đường lối đó, quan điểm phát triển xã hội như thế là làm cho xã hội này tốt hơn. Cho nên chúng tôi ủng hộ. Do vậy cho nên không lý gì mà chúng tôi có cái sự hiềm khích nào cụ thể nào. Ví dụ như là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương nào sai chúng tôi góp ý, và thế là Đảng nhà nước nhận trách nhiệm nhận sai, qua các kỳ đại hội của mình đã sửa chữa và đã làm cho xã hội ngày càng phát triển nhiều hơn. Đấy, đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là các bạn thấy đối với các cái hoạt động chống phá thì rõ ràng một điều là trong suốt cái thời gian vừa qua, những cái kẻ bất mãn cơ hội bị những cái nhóm ở bên ngoài từ hải ngoại gửi tiền về
nó bị thất nghiệp. Có một điều rất hay là nó bị Đảng Cộng sản Việt Nam đá đít rồi, bị khai trừ đảng rồi, thì thường thường là thất nghiệp. Mà nó thất nghiệp rồi đấy thì nó gây ra, đâm ra nó cai cú, và nó chỉ còn một cách sống duy nhất, đó là dựa vào cái nguồn tiền từ nước ngoài. Chỉ có chống cộng lúc này mới kiếm cơm được thôi. Do vậy thì những cái đối tượng này trước đây đã từng mang cái mác là đảng viên, cho nên nó mang một cái lợi ích nhất định đối với những cái kẻ chống cộng ở hải ngoại. Đó là gì? Đó là lợi dụng vào những cái người đã từng là đảng viên để nói lên tiếng nói chống đảng nó dễ hơn. Giống như là tôi hiểu đảng quá rồi cho nên là tôi chống đảng nó tốt hơn, cái kiểu vậy. Nhưng mà vì David Lê đã quá lộ diện quá sớm cho nên cái kế hoạch này nó hoàn toàn thất bại. Người ta nhìn ra được con người của hắn rồi cho nên là thất bại về kế hoạch lợi dụng. Suy diễn quá, đúng rồi, tất cả đều là suy diễn. Chúng ta thấy trong tất cả những cái clip mà David Lê đưa tên của người này người kia, ngay cả thông tin về các anh em đều là suy diễn. Giống như là hắn ta hoàn toàn chỉ biết đó là nickname, chứ đâu có biết họ và tên của thật sự của những người chơi Facebook. Bản thân của tất cả những cái người chơi Facebook ít khi nào để tên thật, bởi vì người ta ngại việc đụng chạm va chạm với công ăn việc làm hàng ngày. Người ta nói là sẽ rất khó làm ăn khi mà cứ lên mạng xã hội mà cứ đưa thân phận của mình ra để người ta biết mình là ai, hoạt động chính trị rắc rối thế nào, thế này thế kia, thì người ta sẽ không bao giờ người ta làm ăn suôn sẻ được, cho nên ít khi nào người ta chịu đưa cái tên thật người ta lên. Vì vậy cho nên là đa phần David Lê nói trong các clip 1, 2, 3 gì của hắn đó đều chỉ mang tính chất là suy diễn từ một cái nguồn nào đó. Cho nên là nói về suy diễn thì chắc chắn là như vậy. Một cái điều nữa đó là anh ta nói rằng là anh ta muốn ra cái clip thứ tư, thứ năm gì đó để mà tố cáo, để mà vạch mặt cờ đỏ, xin lỗi. Đó là cái điều anh ta làm quá sức đối với anh ta. Quá sức cho nên anh ta có tuyên bố thua hay không thua gì nó cũng không quan trọng nữa. Bởi vì chúng ta thấy một điều rằng anh ta đâu có ở Việt Nam, đâu có tiếp xúc được với tất cả những thành viên của các nhóm cờ đỏ. Mà cờ đỏ cả nước này nếu tính ra thì nó nhiều lắm. Bất kể ai đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc cũng đều bị gắn cái mác là dư luận viên, đều bị gọi là bò đỏ cả. Cho nên bây giờ anh ta muốn gặp hết những cái người nổi tiếng ấy, cũng khó lắm. Giống như là bây giờ bạn đấy, tất cả những thông tin về tôi này, về tất cả mọi người đều từ nguồn cung cấp nào đó tìm hiểu trên mạng xã hội. Chúng tôi mà dễ thông tin, chúng tôi mà dễ kiếm như thế thì còn gì nữa, không? Nên là cái clip 4, 5, 6 gì đó hay là 9, 8, 9, 10 gì đó, nó chỉ là lặp đi lặp lại sự cay cú, không biết làm gì, cho nên đưa ra những cái gọi là giống như lệnh truy nã. Nếu như tôi đang sống ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà chỉ cần tố tôi là Việt Giang, là người, là cờ đỏ, là dư luận viên thôi, thì cộng đồng đó sẽ dập tôi tan nát. Nhưng tôi đang sống ở Việt Nam này và tất cả những đứa cờ vàng ở đây mới là đứa mà chúng tôi sẽ dập nó. Cho nên là hãy lo lắng cho những cái đứa mà phóng viên Nguyễn Minh Tuệ của tôi cùng các phóng viên khác của tôi đăng lên mạng xã hội để trù dập, mới chính là cái mà David Lê quan tâm. Cũng như David Lê thấy đó, cái nhà của David Lê chúng tôi cũng đã nắm là ở đâu rồi. Cần thiết chúng tôi đưa cái ảnh nhà của David Lê lên luôn cho David Lê vui vẻ. Nếu ông muốn tố, cùng một động tác như nhau, ông đưa thông tin của tất cả những người gọi là cờ đỏ lên mạng xã hội với mục đích là miệt thị khinh khi. Trong khi chúng tôi chả có gì phải bị khinh khi cả. Chúng tôi hoạt động vì cái tâm của mình. Chúng tôi không yêu đất nước này thì ai yêu đây? Ông yêu à? Ông đang phá thôi. Thì khi cái động tác ông đưa thông tin anh em chúng tôi lên mạng, ông cảm giác đó là cái sự hãnh diện của ông. Nhưng mà khi đến lượt chúng tôi làm thì ông gọi là mất văn hóa, gọi là vô pháp luật, vô pháp vô thiên. Tại sao có tiêu chuẩn kép đó? Không có đâu. Thứ nhất, ở đây ông làm mấy điều mà tôi cho rằng là nó có vấn đề. Thứ nhất, đó là ông cho rằng là có sự dọa nạt về người mẹ già của ông, về trẻ em trong nhà của ông, về người thân của ông. Đây là cái hậu quả đáng có. Bởi thứ nhất, ông hư hỏng đến giờ phút này, đó là do sự bất lực của sự giáo dục của người mẹ già của ông. Làm mẹ không biết dạy con, làm mẹ nói dạy con không được, làm mẹ lại không dạy con được, lại không biết cách để dạy con, để cho có một cái David Lê vô giáo dục như ngày hôm nay. Đó là lỗi của mẹ David Lê. Một người phụ nữ là cái người giáo dục con cái mình, mang cái trách nhiệm giáo dục con cái. Nhưng hiện tại David Lê là một kẻ vô giáo dục, và nhất là vô giáo dục trong cái đạo đức đối nhân xử thế. Vậy thì ra chữ má nó, chứ tôi không có chữ nó. Bởi vì nó mất dạy,
nó có hành động đó rồi, thì cái người chịu trách nhiệm là cha má nó, mũi dạy thì lái phải chịu đòn. Do vậy cho nên cái việc mà người ta tìm đến mẹ David Lê chính xác. Thứ hai là vào thời Việt Nam Cộng Hòa, ai chống cộng thì đừng bao giờ sống được. Bằng cách là gì? Bằng cách là chính cái chế độ cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, chế độ cũ các người đó, triệt hạ mọi đường sinh kế của người ta. Nào là cho cướp ruộng đất người ta, nếu không theo, cướp của cải người ta, đốt phá nhà cửa người ta, triệt tiêu nguồn kinh tế để người ta không thể sống được. Chính vì điều đó cho nên đây chỉ là cái hậu quả mà do David Lê ủng hộ các chủ trương đó của cờ vàng. Cờ vàng các người chủ trương là triệt tiêu nguồn sống của người ta, thì hiện tại các người sẽ hưởng được cái đó. Bởi vì người dân Việt Nam này nhân từ lắm, nhân đạo lắm, nhưng mà cũng biết được đâu là bạn, đâu là thù. Và nếu nó là kẻ thù của quốc gia dân tộc thì còn phải triệt hạ nó nhiều hơn. Rõ ràng là tới giờ phút này, sự bất lực trong sự giáo dục của mẹ David Lê đối với hắn là cái điều mà đáng lên án. Bởi vì bà ta không thể dạy con, cho nên con bà ta mới hư hỏng như thế này. Đó là cái chuyện thứ nhất. Thứ hai đó là ở đây không cần thiết David Lê phải nói rằng là cái gì. Các vị có thể chửi bới David Lê hoặc hăm dọa hoặc kết tội David Lê là phản động, là cờ vàng cũng ok. Không cần, không cần ông phải chấp nhận, ông phải ok gì cả. Ở đây người ta đã chửi ông và khẳng định ông như thế rồi, ông đâu cần phải ok. Ở đây người ta phán tội cho ông, ông ok không không cần quan trọng nữa, mà người ta đang phán tội cho ông đó. Ông là cờ vàng, ông là phản động. Thực ra ông phản động gì đâu, ông là công dân Mỹ thì ông chống lại Việt Nam này là chuyện bình thường, cũng không cần kêu ông là phản động. Ông chỉ là một cái thằng chống phá đảng nhà nước Việt Nam này. Ông là kẻ thù của đất nước này, đơn giản vậy. Cho nên là tôi đã xác định, nhân dân ở đây tôi xác định không, chúng tôi là nhân dân, là tôi có quyền, nhân dân Việt Nam, tôi là nhân dân Việt Nam nè. Còn ông không phải quốc tịch Việt Nam thì xin lỗi, ông không có tư cách công dân Việt Nam để chứng tỏ được ông là ai mà gọi là phản động. Phản động là những đứa nào đang là quốc tịch Việt Nam nè mà chống lại đất nước thì gọi là phản động. Còn ông đâu phải quốc tịch Việt Nam đâu, ông đâu phải là phản động. Tôi không cần phải nói điều đó nha. Ông còn việc ông là cờ vàng là chắc rồi. Thời gian qua ông đã miệt thị chủ nghĩa Mác Lênin như thế nào ở trên trang cá nhân ông, vui lắm có gì hết. Nhưng ông qua trang khác ông nói rất nhiều, cần chúng tôi sẽ chứng minh cho ông qua ông đã như thế nào, ông đã sỉ nhục chủ nghĩa Mác Lênin như thế nào. Và vì vậy cho nên là tất cả những cái người mà dính bẫy của ông nhận tiền bạc đó, là cái chuyện mà tới giờ này họ không cần phải lăn tăn ái nái gì nữa cả, bởi ông là kẻ thù đã xác nhận rồi. Đó là cái việc bình thường là ai thì chúng tôi mới có thể chiến thắng được. Và chúng tôi thông qua mạng xã hội này để cho mọi người biết được là những kẻ chống phá lại đất nước không có kết quả tốt. Và nhất là đối với những người trẻ, người già ở trong cái nhà của ông sẽ ảnh hưởng bởi ông. Bởi chúng tôi không thể tin tưởng một đứa mà có cha, có ông, có chú, có anh, có chị đang chống lại đất nước này. Và đó chính là cái hậu quả do chính ông đã gây ra cho những người thân của ông đang sống ở Việt Nam. Hãy nghĩ lại đi David Lê. Những hành động của ông đã hại cha, hại mẹ, hại anh, hại chị, hại con, hại cháu, không thể sống tốt ở Việt Nam này được. Dù rằng chúng tôi cũng rất dung dưỡng, cũng rất cố gắng đoàn kết, cố gắng hòa giải, nhưng nếu ông không có ý định đó, chúng tôi cũng không cần thiết phải hòa giải với những kẻ chống đối mình. Chúng tôi chỉ hòa giải, hòa hợp với những người có thực tâm chưa hiểu rõ về nhà nước này, với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ hòa giải bằng cách là giải thích cho họ hiểu. Còn đối với những kẻ chống đối muốn đòi lật đổ nhà nước này thì xin lỗi, đó là kẻ thù. Mà đó là kẻ thù thì không có hòa giải ở đây, bởi nhân nhượng với kẻ thù là tự sát. Đúng, David Lê chính là gia môn bất hạnh. Tôi đồng ý câu đó. Bởi vì David Lê làm tổn hại đến uy tín của gia đình dòng họ của hắn ở Việt Nam, làm cho con cái cháu chắt chúc chích của hắn ở Việt Nam này phải mang tiếng là có người anh, người chú, người cha, người chị, người bác phản động, phản quốc, nói tiếng Việt nhưng lại không thừa nhận dân tộc của mình. Mẹ của David Lê nhục nhã xấu hổ vì không dạy được con mình, để cho con mình trở thành một cái kẻ phản bội lại tổ quốc,
để cho con của mình trở thành một cái kẻ chống phá đất nước, trở thành kẻ thù của đất nước này. Vì vậy cho nên cái việc David Lê có xin lỗi hay không xin lỗi, dù hắn ta đã cố gắng dùng từ bò đỏ xin thua thì đúng, hắn thua con bò. Người ta biết được rằng bò ai cũng bảo là ngu như bò, nhưng người ta luôn tìm tới sữa bò để người ta uống mà thông minh. Nhưng David Lê thua cả con bò thì não hắn không còn xứng đáng để chúng ta quan tâm tới nữa. Những cái clip anh ta ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó sẽ không có giá trị khi không có bằng chứng. Hãy cố gắng tạo nên cho mình một cái thói quen nói có sách mách có chứng. Tôi chỉ thiếu nợ đất nước này. Bởi vì tôi đang hưởng nền hòa bình này mà tôi chưa đóng góp được gì nên tôi thiếu nợ đất nước này. Còn David Lê suốt cuộc đời cũng không thể trả được nợ cho đất nước này, bởi vì ngày ngày hắn ta vẫn gây nợ cho đất nước này, làm cho đất nước này đau khổ nhiều hơn, làm cho mẹ hắn đau khổ, làm cho con cháu của hắn ở Việt Nam này đau khổ. Hắn nợ cả quốc gia, nợ cả dân tộc, nợ cả gia đình của hắn. Một kẻ bất nhân, bất trung, bất hiếu như hắn không xứng đáng để mặc cả ở trên mạng xã hội này.